được tham gia cái lớp căn bản và cái lớp nâng cao, tuy là không có thực hành được bao nhiêu nhưng có thể là có làm được là chườm gang, rồi tất các cái mấy phương pháp cũng làm sơ sơ, nhưng mà thấy cái hiệu quả trước tiên là trước đây trong người của tôi suy nhược kỹ lắm, tôi làm cái gì chị cũng mệt mỏi, tôi đi không muốn nổi, không muốn giơ tay vải quải lắm, nhưng mà sau cái chườm gang được khoảng 10 ngày thì thấy trong người nó bớt cái hiện tượng uể oải mệt mỏi là thứ nhất. Thứ hai, tôi chườm ở cái vùng gần bụng đái thì tôi bớt tiểu đêm, một đêm tôi đi 6-7 lần khỏi ngủ, bây giờ chỉ còn một đêm 2-3 lần thôi. Đó là hai cái mà thấy hiệu quả nhất. Cái thứ ba nữa là cái đứng lên ngồi xuống của cái thần kinh tọa thì tôi thấy nó giảm được khoảng 2-30%. Trước không có đứng lên ngồi xuống được, hay bị giọt bẻ lắm. Bây giờ tôi không phải kê cái ghế sợ mông để đứng lên bằng lực hai tay nữa, mà từ từ gượng đứng lên được. Đó là cái mà tôi thấy sau khi tham gia cái lớp học đó, thì tôi thấy có hiệu quả trước mắt. Còn những cái bệnh khác thì tôi bệnh rất nhiều, cho nên tôi cần phải luyện tập thêm nhiều hơn nữa. Dạ. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.